quý vị, nịu em bé là một phụ kiện thiết yếu và không thể thiếu đối với mọi gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại nịu và không phải loại nịu nào cũng an toàn cho sự phát triển của trẻ. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về sản phẩm nịu em bé đang được nhiều bà mẹ Việt tin dùng. Theo WHO, trầm cảm sau sinh khá phổ biến với tỷ lệ khoảng 13%. Nhu cầu được ra ngoài và trở lại nhịp sống bình thường của các mẹ là nhu cầu cấp thiết cho sức khỏe tinh thần của người phụ nữ. Nhưng làm sao có thể yên tâm gặp gỡ bạn bè mà vẫn đảm bảo được giấc ngủ cho con? Như chúng ta có thể thấy thì em bé nhà chị Nghi chỉ mất 10 phút trên chiếc điệu Yumi đã có thể đi vào giấc ngủ êm ái trong lòng mẹ. Khi mà mình sinh thì bạn mình có giới thiệu điệu vải Yumi để sử dụng. Khi mình mua về để mà điệu bé quanh nhà rồi điệu đi ra ngoài thì vợ chồng mình cũng hay đi ra ngoài chơi để đảm bảo là không có mất giấc ngủ của bé, tại vì giấc ngủ rất quan trọng. Thì điệu vải Yumi giúp mình làm được cái điều đó. Chất liệu rất là thoáng mát, rất là gọn nhẹ, có thể gấp gọn để vào túi bỉm. Và điệu vải Yumi có cái tăng đơ để mà mình chỉnh size được thì mình sử dụng được, mà chồng mình cao hơn, to hơn mình vẫn sử dụng được. Thấu hiểu được những trăn trở của bà mẹ khi tìm kiếm sản phẩm điệu vải để ôm ấp thiên thần nhỏ của mình từ lúc sơ sinh, thương hiệu Yumi là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp phụ kiện tiện ích cho mẹ và bé, đã cung ứng ra thị trường sản phẩm điệu vải Yumi với những ưu điểm vượt trội mà các loại điệu thông thường không có, như hỗ trợ phương pháp EC giúp bé dễ ngủ hơn, giảm cáu gắt trong những tuần khó ở, với thiết kế thông minh dễ dàng sử dụng như một chiếc áo ôm sát cơ thể giúp cố định tư thế của bé. Đặc biệt, điệu vải Yumi cũng là sản phẩm được các bác sĩ nhi khoa đánh giá cao vì an toàn cho sự phát triển của trẻ. Ở trên thị trường có rất nhiều loại điệu hiện nay, thì cái điều quan trọng nhất làm sao mình lựa được cái loại an toàn cho em bé, thì riêng tôi thấy cái điệu vải Yumi đó nó rất là tốt. Tại vì mình thấy là có thể giữ được cái cổ em bé, mình dùng cái vạt vải đó để mình giữ cái đầu cố định, cái cổ chẳng đừng cho bị rớt xuống. Rồi khi mà mình đeo cái điệu vải Yumi đó thì em bé nó sẽ được cái mông và cái đùi trong tư thế chữ M, mà tức là làm sao, tức là cái mông nằm ở vị trí thấp nhất và cái đùi nó được chết lên trên và hơi dạng ra ngoài, nhưng mà nó vẫn được nâng đỡ bởi cái điệu, cho nên là cái chân nó được cố định vừa phải và có thể vung vẩy một chút xíu thôi. Thì điều này rất là quan trọng cho sự phát triển của khớp háng cũng như là những cái cột sống của em bé trong giai đoạn đầu đời. Nhưng mà có thể dùng từ tháng đầu tiên lận. Thật sự ra thì cái này nó cũng dùng rất nhiều ở những nước Âu Mỹ rồi, bởi vì nó giúp cho ba mẹ có nhiều thời gian rảnh hơn, và nó tiếp tục cho cái phương pháp kangaroo da kề da, và nó làm cho ba mẹ cảm thấy yên tâm hơn và em bé ngủ ngon hơn. Thành ra như vậy thì trong những trường hợp mà mẹ muốn đi ra ngoài hay là muốn làm việc nhà mà mình muốn rảnh tay một chút thì mình có thể đeo em bé, và như vậy dùng trong những trường hợp đó thì rất là an toàn. Tuy nhiên là mình nhớ là phải mang cho đúng cách. Tôi thấy thì nó đảm bảo được đúng những cái điều kiện an toàn. Thì bạn thấy là bên cạnh chuyện là cái mông được hình chữ M, cái giữ cho cổ tốt, thì nó còn thay đổi kích thước được để cho quan trọng thích nghi với cái người mang, là ba hay là mẹ hay là người lớn người nhỏ. Và cái nữa là cái chất liệu của nó là vải, nó thấm hút mồ hôi, nó có thể co giãn được, thì cái này cũng rất là quan trọng đối với cái xứ nóng như ở nước mình. Theo các chuyên gia nhi khoa, tiếp xúc trực tiếp với bé sẽ giúp các bà mẹ giải phóng oxytocin là hormone yêu thương. Điều này giúp tăng liên kết giữa mẹ và bé, đặc biệt sẽ giúp các bà mẹ cải thiện tình trạng trầm cảm cũng như giảm lo lắng sau sinh. Do đó, chiếc điệu đã trở thành sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình có trẻ nhỏ. Nó không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, tiện lợi khi đi ra ngoài, mà đối với các mẹ ở nhà cũng vô cùng hữu ích. Là một người đã từng khổ sở, đôi khi đến mức trầm cảm khi phải ở nhà một mình, vừa làm việc nhà, vừa chăm con. Nhưng giờ đây, mọi việc đối với chị Mỹ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ có chiếc điệu vải Yumi. Thì như mọi người biết, công việc nhà rất là nhiều thứ lặt vặt, có khi là làm cả ngày cũng không hết. Thì chưa kể là em bé của mình nữa, những tháng đầu tiên thì quấy khóc dữ dội luôn. Mình hoàn toàn là không có thời gian để dọn dẹp, nấu ăn. Dĩ nhiên là thời gian cho bản thân mình thì hoàn toàn là không có luôn nha. Cực kỳ căng thẳng luôn. Nhưng mà từ khi quyết định mua cái điệu Yumi về thì mọi thứ hoàn toàn khác. Mình có thể điệu em bé lên nè, ru em bé ngủ, hoặc là điệu em bé làm việc nhà, đọc sách, xem phim, lướt Facebook cũng được nữa. Thì từ đó mình chợt nhận ra là cái điệu Yumi này giống như là một cái công cụ đa năng vậy á. Nó giúp mình có thêm thời gian cho bản thân hơn nè, đầu óc bớt căng thẳng, đỡ stress hơn, mình có nhiều năng lượng tích cực hơn nữa. Đặc biệt là khi mà mình điệu em bé thì em bé sẽ được áp sát vào lòng mẹ, mình cảm nhận được là con mình sẽ ít khóc hơn, và mình cũng có nhiều thời gian yên tâm làm việc hơn và không cần phải thường xuyên hay là liên tục
trong chừng em bé, tại vì tâm lý của bà mẹ bỉm sữa mà con mình là ở ngay trong lòng mình rồi, mình yên tâm làm việc luôn. Giấc ngủ đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của não bộ, thể chất và tinh thần của trẻ. Điệu vải Yumi là một trong số ít các công cụ hỗ trợ các bé có một giấc ngủ đầy đủ, ngay cả khi phải đi ra ngoài hay làm việc nhà. Do đó, sản phẩm điệu vải Yumi là sự lựa chọn hoàn hảo, được các bậc cha mẹ tin dùng, trở thành người bạn đồng hành cùng chăm sóc con trong những ngày tháng đầu đời. Chắc chắn, với sự trợ giúp của điệu vải Yumi, trẻ có thể phát triển toàn diện, bố mẹ thì thảnh thơi làm việc. Bởi vì nuôi con thực sự không phải là một cuộc chiến, mà là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời người.